Tại sao lại là BioNTech? Tại sao nước Bi phải do BioNTech? Có lý do giải thích tại sao khách hàng tại Hàn Quốc và các nước tin tưởng BioNTech. Công ty có doanh số bán hàng hàng đầu thế giới. Công nghệ tiên phong dẫn đầu thế giới. Quyết liệt đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Sản phẩm Hàn Quốc đạt nhiều bằng phát minh sáng chế nhất, 30 bằng phát minh. Chính sách bảo hành hoàn hảo. BioNTech chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ điện dài. Công ty đầu tiên ở Hàn Quốc sản xuất ra máy tạo nước Pi và công ty có cơ sở nghiên cứu không giới hạn. Đó chính là BioNTech. Vì sức khỏe và hạnh phúc của loài người là sứ mệnh của BioNTech và hướng tới tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người nhờ chất lượng tuyệt hảo và công nghệ tân tiến nhất. Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ điện dài của BioNTech. BioNTech đầu tư không giới hạn vào công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Trung tâm nghiên cứu này nhằm kiểm soát chất lượng và nghiên cứu cách thức tạo ra nước Pi và chất lượng cao nhất phục vụ con người. Kết quả là nước Pi từ máy điện dài BioNTech có tính chất phân tử, độ pH và khả năng chống oxy hóa hoàn hảo nhất. Công nghệ chinh phục thế giới. Nhờ tập trung vào công nghệ do người Hàn Quốc làm chủ, BioNTech đã đạt được những thành tựu đáng tự hào với công nghệ tạo nước Pi là đã xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản, đất nước đầu tiên tìm ra công nghệ này. BioNTech cũng thành công trong việc đạt các chứng nhận danh giá nhất thế giới dành cho máy tạo nước Pi như một thiết bị y tế. Chứng nhận UL của Hoa Kỳ, GUV của Đức, CSA của Canada và CA của châu Âu, BioNTech trở thành công ty sức khỏe hàng đầu thế giới. Phát triển sản phẩm chất lượng cao. Tổ chỉ cao nhất trong phát triển sản phẩm của BioNTech là đảm bảo chất lượng tuyệt hảo. Với các nút bấm tiện dụng, chỉ dẫn bằng giọng nói, bộ phận kiểm soát pH tối tân trong một máy tạo nước Pi và với bộ bản cực tạo nước Pi được làm từ hỗn hợp titan và bạch kim tinh xảo nhất đã tạo cho máy tạo nước Pi của BioNTech có chất lượng vượt trội so với các máy khác trên thị trường. Ở vị trí tiên phong dẫn đầu thế giới về công nghệ điện dài, BioNTech tiếp tục phát triển thiết bị y tế công nghệ cao phục vụ con người. Giáo sư Yong, trường đại học USA, trong quá trình hợp tác nghiên cứu với BioNTech, tôi đã có cơ hội thực hiện các thí nghiệm tìm ra khả năng than hoạt tính có thể tăng mức kiềm tính cho nước và khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm phức tạp. Tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe con người. Thiết kế sang trọng, trang nhã. Các máy tạo nước Pi có kiểu dáng thiết kế hiện đại nhất thế giới đều do BioNTech sản xuất. Với tầm điểm mang lại kiểu dáng thiết kế vừa tiện dụng vừa trang nhã, đội ngũ chuyên gia của BioNTech mang đến một không gian thiết kế thân thiện nhất với người sử dụng trên toàn thế giới. Dây chuyền sản xuất tối tân. Sau khi hoàn thành nhà máy thứ hai hiện đại bậc nhất thế giới tại Kyojido, Hàn Quốc, BioNTech nhằm đón đầu xu thế sử dụng tăng đột biến máy tạo nước Pi trên thế giới. Với dây chuyền sản xuất hiện đại từ khâu vệ sinh, khử mùi cho tới hệ thống kiểm soát chất lượng tỉ mỉ, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm. Đồng thời hệ thống sản xuất tự động hóa tối đa, BioNTech sản xuất ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường toàn cầu. Quản lý và bảo hành hoàn hảo. BioNTech hướng đến sự hài lòng của khách hàng cả trước và sau bán hàng. Nguyên tắc trách nhiệm không giới hạn về bảo hành của BioNTech bắt đầu bằng hệ thống quản lý không lỗi và hệ thống bảo hành hoàn hảo. Sản phẩm tốt nhất cả trước và sau bán. Dịch vụ bảo hành của BioNTech là luôn bên bạn khi cần.
Ông Guy Dachu, chủ tịch tập đoàn BioNTech toàn cầu: mặc dù mục tiêu của công ty là tạo ra lợi nhuận, sau tôi sẽ không làm trong ngành sản xuất máy điện dài nếu mục đích của tôi chỉ là tạo ra lợi nhuận. Thời gian quý giá và niềm đam mê tôi cống hiến ở BioNTech trong suốt 2 năm, 24 năm qua là sứ mệnh của tôi góp phần vì sức khỏe của nhân loại. Bạn đang uống loại nước gì? Đó là động lực làm việc của chúng tôi. Hay đòi hỏi cao hơn về chế thưởng? Đó là BioNTech.